tiết lộ chấn động, xót xa bữa cơm cuối đời của tử tù Trương Mỹ Lan, uất nghẹn không trôi. Triết lý tinh hoa xin mến chào quý vị cô bác, quý vị thân mến. Như vậy, sau hơn một tháng xét xử, Trương Mỹ Lan, bà chủ của đế chế Vạn Thịnh Phát lừng lẫy một thời, đã bị kết án cuối cùng là tử hình. Từ trước đến nay, tâm trạng, lời nói hay việc làm của tử tù vào ngày cuối cùng thường được mọi người rất quan tâm. Trong khi đó, Trương Mỹ Lan lại là một tử tù hết sức đặc biệt. Vậy người đàn bà thép một thời hô mưa gọi gió sẽ trải qua những ngày cuối cùng như thế nào? Bữa cơm cuối cùng của tử tù sẽ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, trong lời nói cuối cùng, bà Lan cho biết, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, hàng đêm bà luôn day dứt một câu hỏi là vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Có nhiều lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, tức vì mình quá ngu ngốc dấn thân vào thương trường khắc nghiệt, vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng bị tạm giam như muối sát vào lòng. Những ngày tháng tạm giam, gánh chịu cái rét của mùa đông miền Bắc hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương Nam là những ngày chập chờn không ngủ được. Tôi nghĩ cảnh chồng, cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó tái phát. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy, đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát, mỗi người một ngả. Không biết có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn dài từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng, dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời. Vâng, thưa quý vị thân mến, chắc hẳn bà Lan là người cảm nhận thấu tận tâm can hơn ai hết những lỗi lầm mà mình gây nên. Bản án lương tâm dày vò dằn vặt và không có gì thay đổi sắp tới đây, bà sẽ ăn bữa cơm cuối cùng là những việc làm của tử tù trước giờ thi hành án. Đây là cái kết, sự trả giá thích đáng đối với những hệ lụy từng gây ra các vụ trọng án kinh tế Vạn Thịnh Phát, SCB, xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua với con số cần đền bù là 677.000 tỷ đồng. Đúng là con đường phạm tội của các tử tù là khác nhau. Có người gây tội vì thù hận, vì lợi nhuận, bị đồng tiền che mờ nhận thức. Lại có người gây án chỉ vì những phút không thể kiềm chế bản thân. Thế nhưng, với những người tù khi linh án tử và trước giờ thi hành án, bữa cơm cuối cùng bao giờ cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Vậy bữa cơm cuối cùng của tử tù có những gì, chuẩn bị như thế nào? 1. Chuẩn bị các điều kiện và nơi làm việc theo yêu cầu của hội đồng thi hành án tử hình. 2. Bàn giao người bị thi hành án cho đội thi hành án tử theo yêu cầu của hội đồng thi hành án tử hình. 3. Tổ chức cho người bị thi hành án ăn, uống, được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam. Viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Từ đây có thể hiểu, bữa cơm cuối cùng của người tử tù có thể được ăn với tiêu chuẩn tối đa gấp 5 lần mức ăn của một ngày bình thường. Tại thời điểm này, người tử tù sẽ được ăn những món mà mình thích. Bữa cơm ân huệ có thể là xôi gà, phở, bánh bao, nhưng bao giờ cũng có thêm ấm trà cùng bao thuốc lá. Đây là bữa cơm thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam. Bữa cơm ngon nhưng trong quá trình bị biệt giam, không tử tù nào dám đòi hỏi hoặc mong đợi đón nhận. 4. Bàn giao cho gia đình thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền mà người bị thi hành án gửi lại trong thời gian bị giam giữ, nếu có. Ngoài ra, người tử tù còn được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng để nhắn gửi cho người thân, gia đình. 5. Bàn giao hồ sơ của người bị thi hành án tử hình theo quy định. Quy trình thi hành án tử hình. Tử hình là hiệu pháp cao nhất của pháp luật Việt Nam. Dù bằng hình thức nào, thì hình phạt này cũng có giá trị răn đe hiệu quả nhất đối với các loại tội phạm. Vì vậy, nên cân nhắc
lựa chọn việc thực hiện bằng hình thức nào để thể hiện tính chất nhân đạo của nhà nước ta. Hiện nay, thi hành án tử bằng thuốc là một hình thức tiên tiến trên thế giới, phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam và vẫn mang đầy đủ tính răn đe, giáo dục với xã hội, đồng thời đã thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng trong chính sách quản lý của nhà nước đối với người phạm tội nguy hiểm cho xã hội vì bớt đau đớn, bớt sợ hãi hơn cho người bị thi hành án tử hình, ít gây đau thương hơn đối với thân nhân của người phạm tội và giữ nguyên được thi thể của người bị kết án hơn so với hình thức xử bắn. Trước khi bị đưa ra thi hành án, người bị thi hành án sẽ được ăn, uống, viết thư, ghi âm lời nói, gửi lại thân nhân. Sau khi thẩm tra hồ sơ, tài liệu, lăn tay và các thủ tục khác, thì người bị thi hành án sẽ được công an áp giải đến phòng thi hành án. Trước khi chuẩn bị tiêm thuốc, người bị thi hành án tử sẽ được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu. Cán bộ trực tiếp thi hành án lúc này sẽ xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm theo quy trình 3 bước như sau. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho tới khi họ mất tri giác. Bước 2. Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3. Tiêm thuốc làm ngưng hoạt động của tim. Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ 3 sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa qua đời thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định tạm dừng thi hành án. Sau khi đã thi hành án tử hình, căn cứ vào lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án thì bác sĩ pháp y sẽ tiến hành xác định tình trạng của người đã bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho hội đồng. Bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án đã chết, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án, cán bộ thi hành án ngừng truyền và đưa kim tiêm đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án. Chi phí mai táng người bị thi hành án bao gồm một quan tài bằng gỗ, một bộ quần áo, 4 mét vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác. Trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ thực hiện việc thông báo cho thân nhân của người đã bị thi hành án biết. Người thân tự chịu chi phí liên quan nếu tổ chức việc mai táng, tổ chức mai táng theo nhu cầu. Phải cam kết bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường khi thực hiện quá trình mai táng ở địa phương. Bảo đảm an ninh trật tự, được xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đề nghị đang cư trú. Câu chuyện thực tế của những tử tù. Tử tù ghi vội vài dòng trước khi thi hành án. Nếu quý vị còn nhớ vụ án về cậu thanh niên tri thức sinh năm 1988 tên Nguyễn Đức Nghĩa, là hung thủ của vụ án chấn động vào giữa năm 2010. Vào tháng 7 năm 2014, Nghĩa đã phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây nên, cũng phải thi hành án tử hình. Tử tù theo cán bộ trại giam suốt từ lúc bị bắt cho đến khi ra tòa, Nghĩa lạnh lùng vô cảm. Trong phòng biệt giam, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác. Sau khi đơn xin ân giảm bị bác và biết mình phải chịu án tử bằng tiêm thuốc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít, có thời điểm khoảng 2-3 giờ, tử tù này lại thức dậy ngồi trầm tư. Kể từ lúc đó, anh ta tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Nhiều lần được cán bộ trại giam động viên và trấn an tâm lý, Nghĩa mới tĩnh tâm trở lại. Ít giờ trước khi đến nơi thi hành án, Nghĩa trò chuyện cởi mở với những người xung quanh. Thi thoảng, anh ta khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, lúc kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng thấy tim anh ta đập nhanh hơn. Được phép viết thư cho người thân, Nghĩa chỉ cầm bút ghi vội vài dòng ngắn ngủi. Bức thư viết: "Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu." Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi không ăn nổi. Đó là lời tâm sự cuối của Văn Đình Hiếu, 25 tuổi, quê tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái tuổi còn khá trẻ để kết thúc cuộc đời,
thế nhưng do bị thua bạc và trở thành con nợ, đã xuống tay với bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã lĩnh mức án cao nhất theo phán quyết của tòa án. Trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng, tử tù này chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cố nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói "ăn một chút đi" của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi rất sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp: "Tôi không ăn nổi, cho tôi một ly cà phê đen." Sau đó, tử tù này giơ đôi bàn tay bị còng, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Khi được hỏi có nhắn gì về cho gia đình không, Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy: "Nhờ truyền lời, mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này." Bữa cuối tử tù chỉ ăn được một miếng. Đó là trường hợp của Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê tại Ninh Bình, tạm trú ở huyện Đắc Đoa, Gia Lai. Hội đã xuống tay bạn thân của mình rồi phi tang. Ngoài ra, tử tù này từng nhận 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, Hội lập cập đứng lên với sự áp giải của 2 chiến sĩ cảnh sát, khuôn mặt tái nhợt. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi, tử tù này cũng chỉ ngồi nhìn chân chân vào bức tường trước mặt. Cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần, Hội mới run run cầm đôi đũa lên, nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ, rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Hướng Thiện trước ngày trả án. Nghiêm Văn Min, quê tại Quảng Ninh, là một trong những thủ phạm của một vụ án trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng, với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. Bản án cuối cùng dành cho sát thủ 41 tuổi là tử hình. Hơn 6 năm ngồi trong buồng biệt giam, Min tỏ ra khá bình tĩnh, khác hẳn nhiều tử tù. Vào lúc 3 giờ, một ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Min. Biết ngày trả án, Min ngồi bật dậy lặng lẽ. Anh ta tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn. Sau đó, Min chậm rãi ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh. Được phép viết thư cho người nhà, Min gửi lời tạ tội với toàn gia tộc vì đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của người khác. Bức thư dài, Min viết kín cả 2 mặt giấy. Trong thư, có đoạn tử tù dặn dò người vợ: "Anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho một người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi." Vị quản giáo trực tiếp quản lý Min những ngày chờ thi hành án tử cho hay, tử tù này chấp hành rất tốt các quy định ở trại. Từng lời nói, mỗi hành động của anh ta đều thể hiện sự hối hận. Ở nơi biệt giam, Min 4 lần viết đơn xin được thi hành án sớm bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra. Và câu chuyện tử tù bà Trương Mỹ Lan sẽ trải qua cảm giác tột cùng sự đau đớn. Bản án đánh đổi cho chính những lỗi lầm vi phạm mà bà đã gây ra. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi liệu rằng có phép màu nào xảy ra. Câu trả lời là có, nếu bà Trương Mỹ Lan kháng cáo và xin ân giảm. Trong vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra phán quyết sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bà Trương Mỹ Lan có quyền kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị xem xét lại phán quyết trên. Ngoài ra, theo luật tố tụng hình sự hiện hành, trong vòng 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực, bà Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Đồng thời, theo pháp luật có quy định rõ rằng không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. B. Người đủ 75 tuổi trở lên. C. Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 4. Đối với các trường hợp trên hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. Quý vị thân mến, phải đối mặt với hình phạt cao nhất của nhà nước là điều không ai mong muốn, nhưng có tội thì phải xử lý đúng tội,
là quy luật bất thành văn, do đó đây cũng là lời nhắc nhở mà chương trình muốn gửi tới tất cả mọi người. Hãy sống và làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, dù có nghèo một chút, sống bình thường một chút, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm, không thẹn với xã hội, được sống cuộc sống an nhiên, bình đẳng bên gia đình, cha mẹ, con cái. Ấy đã là hạnh phúc của cả một đời người. Đừng để vì lòng tham, sự đố kỵ trong một phút nông nổi mà phải trả cái giá quá đắt bằng cả mạng sống của mình. Nếu quý vị cũng đồng ý với quan điểm này, hãy bình luận chữ OK xuống bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú. Cả thị trấn tôi ở, ai cũng gọi dòng nước chảy dưới chân rặng ban cổ thụ ngay trước cửa nhà tôi là sông Mở Lay. Chỉ có khách du lịch dừng lại ăn ngô nướng và uống trà đá ở quán Lão Thủ đầu xóm tôi ở mới gọi mặt nước kia là hồ. Lại còn giải thích thêm rằng đó là một nhánh của hồ thủy điện La La. Lòng hồ có diện tích hơn 200 km2, nhấn chìm 11 huyện của 3 tỉnh, chứa tới 10 tỷ mét khối nước. Mực nước chết là 170 m, mực nước dâng bình thường là 215 m. Họ còn nói nhiều về dòng Mở Lay nữa, nhưng tôi chả nhớ mấy cái thông số ấy làm gì cho bận đầu. Tôi chỉ nhớ câu nói của một bác già trong đoàn khách du lịch rằng đập hồ La La mà vỡ thì 4 tiếng đồng hồ sau, cột cờ Hà Nội sẽ bị dòng nước đang lặng lờ trước cửa nhà tôi kia thổi bay sang ngoài biển Đông. Tất nhiên tôi chẳng biết cái cột cờ Hà Nội nó tròn méo thế nào. Tôi mới chỉ là một thằng bé 17 tuổi. Tôi chưa một lần ra khỏi thị trấn để đi về dưới xuôi. Tôi chỉ biết theo bố ngược lên những đỉnh núi cao. Mẹ tôi chết trong một lần đi đào quặng bị sập hầm. Bố tôi chuyên đi xẻ gỗ thuê cho người ta. Một lần bố bị gỗ đè gãy một chân, từ ấy không đi rừng được nữa. Bố ở nhà mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Căn nhà hai bố con tôi ở được dựng trên đất của ông bà nội. Ông bà nội tôi là người Thái Bình, lên Mở Lay từ thời trẻ, làm công nhân lâm trường, đều mất sớm vì bệnh bướu cổ. Trong xóm, bố tôi chơi thân nhất với Lão Thủ. Đất nhà lão rộng gấp 3 lần nhà tôi. Ở ngay đầu xóm nên giờ thành thừa đất hai mặt đường. Tuần nào lão cũng rủ bố tôi làm bữa thịt chó. Tôi thì rất sợ mùi mắm tôm, sợ cả những bữa thịt chó của bố tôi và Lão Thủ. Nhưng tôi hay nói chuyện với Lão Thủ. Hình như ngày xưa lão cũng từng đi rừng xẻ gỗ với bố tôi. Giờ thì lão bán hàng nước ngay trước cửa nhà. Vợ lão cũng chết sớm. Nhà lão có 3 cô con gái. Hai cô lớn đã lấy chồng, còn mỗi cô con gái út 16 tuổi đang ở cùng lão. Dân thị trấn không đông lắm, nhịp sống khá hoang sơ và buồn tẻ. Gần đây khách du lịch kéo lên nhiều, resort, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên khắp các sườn đồi. Tôi cũng góp sức làm nên mấy cái nhà nghỉ đó. Tôi đi theo sách vữa cho các nhóm thợ hồ. Một ngày họ trả tôi 180-200 ngàn tiền công. Tôi không phải đi rừng vất vả và hay bị ngã nước, cũng không phải ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở mai lán sửa xe, họa hoàn lắm mới có người vào xin vá lốp. Tôi là kẻ thất học, sinh ra trong một gia đình có truyền thống ít học, nên tôi cũng chỉ cắp sách tới trường vài mùa ban là nghỉ. Nhưng tôi biết kiếm tiền từ sớm, tôi có sức khỏe tốt. Trong vòng 20 phút, tôi có thể vác 20 bao xi măng từ dưới mặt đất lên đến tầng 5. 17 tuổi, tôi chả biết sợ là gì, chỉ sợ nói chuyện với con gái. Đứng trước bọn con gái, tôi thường chẳng biết nói gì. Tuổi thơ của tôi gắn liền với tiếng cười khủng khục của Lão Thủ. Lão không có con trai nên có vẻ quý tôi. Lão dạy tôi rất nhiều thứ, trong đó có món bơi lội trên sông Mở Lay. Sau này, tôi thành bạn bơi mỗi buổi chiều của lão. Cứ tầm mặt trời đỏ chóe lên rồi chìm dần phía bờ bên kia của sông Mở Lay là lão gọi đứa con gái út ra trông quán. Lão đứng đầu đường ngóng tôi. Thấy tôi về là lão mừng lắm. Chờ tôi uống xong cốc trà đá và hút xong điếu Thăng Long là một già một trẻ, bọn tôi cởi trần bước sang phía sặng ban cổ thụ. Qua sặng ban là gặp ngay luồng gió mát
phả vào mặt mời gọi. Mặt sông linh láng rực lên dưới sáng chiều. Chúng tôi cũng gặp một số dân thị trấn ra đây bơi, nhưng tôi và lão thủ thường tách ra, chọn chỗ bơi riêng. Vòng cung bơi của tôi và lão khá dài, thường là vòng qua ngọn đồi cỏ, sang mép núi thẳng đứng phía bên kia sông rồi mới quay về. Hôm ấy, tôi và lão thủ bơi tới đồi cỏ thì nhìn thấy một con thuyền đánh cá màu xanh đang mắc lại bên gờ đá. Nếu đứng từ thị trấn mà nhìn ra dòng mờ lay thì sẽ không thấy những gì ở phía bên này của đồi cỏ. Thuyền đánh cá thường lượn vào khu vực này vì nghe nói trong đồi cỏ dưới phần ngập nước có nhiều hang động rỗng, cá thường kéo đàn kéo lũ vào đấy. Chỉ cần một tiếng nổ ném vào đúng chỗ và lưới răng ra sẵn là ăn đủ. Có thể kiếm hàng tạ cá lăng đuôi đỏ, loại cá ngon nhất dòng mờ lay, rất được các quán đặc sản dưới xuôi săn lùng. Nhưng chính quyền cấm đánh bắt cá bằng thuốc nổ, dân đánh cá truyền thống thường đi thuyền nhỏ. Nhìn con thuyền xanh to đùng kia, tôi biết là thuyền đánh cá trộm, loại thuyền thường dùng chất nổ ném xuống dòng sông. Lão thủ vẫn bảo tôi phải tránh xa loại thuyền đó. Vì thế, cả tôi và lão đều bơi chậm lại, lặng lẽ quan sát con thuyền. Tôi thấy một vệt đỏ như tấm khăn lụa sập sình trôi tới. Một mùi tanh ập vào mũi, rất lợm giọng. Bụng tôi cuộn lên, tôi buồn nôn. Tôi vội đưa một tay lên bịt mũi, tay kia gạt cho vệt đỏ chuyển hướng trôi sang chỗ khác. Lão thủ bảo, máu. Từ phía chiếc thuyền xanh trôi lại. Tao thấy lạ lắm, con thuyền như đang chết sắt. Tôi và lão thủ từ từ bơi tới chỗ con thuyền. Mùi máu tỏa ra tanh nồng. Lão thủ bảo, mùi máu mới, chẳng lẽ vừa giết nhau xong à? Tôi và lão bám đuôi thuyền leo lên. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt tôi. Có hai người đàn ông vừa bị giết, một người gục chết bên tay lái, một người nằm vắt ngang người nơi cửa ra vào khoang thuyền. Cả hai đều bị cắt cổ. Vết cắt rất sâu, máu đọng thành vũng trên sàn tàu, mới bết lại chứ chưa kịp khô. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình chả biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh máu me và giết chóc như thế này. Lão thủ đảo mắt khắp con thuyền, rồi lão lần từng bước xuống khoang máy. Tôi đi theo lão. Tại góc khoang máy, chúng tôi bắt gặp một thằng bé cởi trần chạc tuổi tôi. Nó òa lên khóc khi lão thủ ôm lên nó, khẽ đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai. Nhanh lắm, nó kể, cả bố và con còn chưa kịp biết người đàn ông ấy có mặt trên con thuyền bằng cách nào thì bố con đã gục xuống rồi. Chú con đang chuẩn bị quả nổ ở dưới khoang. Nghe tiếng con rú, chú chạy lên và gục ngay xuống bậc cửa. Con chạy lên đầu mũi thuyền, định nhảy xuống nước, nhưng khi con quay lại thì không thấy người đàn ông ấy đâu nữa. Lão thủ hỏi, còn nhớ mặt không? Thằng bé gật đầu, tầm 35 tuổi, có hình xăm trên trán. Lão thủ lại hỏi, xăm gì? Thằng bé đáp, hình gì lạ lắm, giống như một ngọn lửa. Lão thủ bảo, mày có điện thoại di động không? Thằng bé gật đầu. Lão thủ bảo, lấy ra đi, tao đọc số này cho mày gọi, phó trưởng công an huyện đấy, khi nào họ đến thì mày khai thật kỹ với họ nhé. Chờ thằng bé gọi xong, lão thủ kéo tôi đi ra phía sau mạn thuyền, để tôi nhảy ùm xuống. Đến bằng cách nào thì về bằng cách đó. Lão bảo tôi vậy khi cả hai đã rời xa con thuyền. Tôi vẫn chưa hết sợ, cứ nghe lão thủ bảo gì thì làm nấy. Hôm ấy, chúng tôi không bơi hết vòng cung đã định như mọi khi. Trở về bờ, lúc trèo lên chỗ mấy gốc ban, lão thủ trượt chân ngã. Tưởng không xây sức gì, không ngờ đầu gối của lão lại đập vào tảng đá cứng. Lão đau tới nỗi không bước đi nổi, tôi phải cõng lão về. Tôi vẫn đi phụ cho nhóm thợ xây đang làm cái nhà nghỉ 7 tầng ở con dốc cuối thị trấn. Chiều về, thỉnh thoảng tôi lại ghé qua nhà lão thủ, cõng lão ra dặn ban cổ thụ ngồi ngắm dòng mờ lay cho khỏi nhớ sông nước. Lão thủ bảo, giờ tao què, giống như bố mày rồi, nhục thế chứ, chả đi được đâu. Tôi bảo, rồi sẽ khỏi, lại bơi tiếp. Lão thủ ghé tay tôi, ra điều bí mật. Hôm qua, phó công an huyện gặp tao đấy. Tôi bảo, vẫn chưa xong cái vụ giết người trên tàu cá à? Lão bảo, hóa ra không phải một vụ đâu, mấy tháng trước cũng từng có một vụ sát hại dã man như thế. Vẫn tàu đánh cá trộm, vẫn dùng sao cắt chỗ yết hầu, mà giết những ba người đàn ông khỏe mạnh
lực lưỡng bích kinh. Còn mỗi cô vợ thằng chủ tàu sống sót, cô ấy nhận ra mặt thằng sát nhân. Cô ấy nói nó là dân vùng này. Tôi rùng mình. Thật à? Lão thủ bảo là thằng Hỏa Sẹo. Công an nhờ những người sống sót mô tả lại để họ vẽ chân dung. Trước sau họ cũng bắt được thôi. Tôi hỏi Hỏa Sẹo là ai? Lão thủ chép miệng. Mày không biết đâu. Thế hệ tao với bố mày mới biết. Dân đánh cá trên sông cũng thuộc mặt nó, vì nó hay qua lại khúc sông này. Hôm sau tôi đi làm về thì nghe con gái của lão thủ nói lão được một người bạn đón đi ăn đồ móng nhà rồi. Tôi ngồi uống hết cốc trà đá, hút xong điếu Thăng Long, tự nhiên nhớ sông nước, liền cởi quần áo để lại quán, mặc mỗi cái quần đùi, ra dặng ban lao xuống dòng Mờ Lay. Mặt trời đỏ chóe lên, bầu trời sáng loà một màu ban đỏ đẹp lạ lùng. Mặt nước, núi đồi, cây cối, ngay cả bàn tay, bàn chân của tôi hiện lên rõ mồn một dưới sắc màu tía đỏ huyền rỡ. Màu ban đỏ khiến cho mọi vật xung quanh tôi, nhất là màu nước trong xanh mọi khi chuyển thành màu đỏ cờ, tươi tắn và lộng lẫy vô cùng. Nhưng cứ thấy lung lạc và bất an thế nào. Tôi dụi mắt vì có cảm giác như đang lạc vào ảo ảnh. Một không gian mới lạ, biến sắc đang bao phủ lấy tôi. Tôi lắc lắc đầu cho những hạt nước bám trên tóc văng ra xung quanh. Tôi muốn xác nhận là mình đang tồn tại trong cõi thực. Cõi thực thì dòng nước đang ôm ấp thân hình tôi, không thể có cái màu ban đỏ chết tiệt này được. Nhưng tôi không thể xác nhận xung quanh là thực hay ảo. Hai mắt tôi hoa lên, ánh nhìn của tôi như bị một màng kính bao bọc. Vài phút trôi qua, bầu trời tối sầm lại. Hay ánh nhìn của tôi tối sầm lại, tôi cũng không biết nữa. Rồi mắt tôi như được tháo tung lớp kính huyền hoặc. Tôi nhìn rõ lúc này mặt trời đang nhợt nhạt dần, không còn màu đỏ chóe trước khi lặn mất sau dãy núi cao. Mọi thứ trở về với cảnh sắc cũ. Tôi thấy mình đang ngả mình trên một phiến đá chỉ ra từ đồi cỏ. Tôi đã bơi đến đây và tôi đang nằm nghỉ ngơi giữa bãi đá bám đầy siêu xanh. Không có lão thủ bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bơi ra đồi cỏ một mình. Nhưng tôi có cảm giác lạnh lẽo, run rẩy và sợn ngợp. Tôi nhận ra là trên cơ thể mình không còn chiếc quần đùi đính hai sọc đỏ nữa. Tôi vội nhòm người dậy, ôm chặt lấy hạ bộ. Rồi tôi nằm úp bụng xuống mặt nước cho khỏi xấu hổ, dù xung quanh tôi chẳng có ai cả. Nằm một lúc lâu, tôi bỏ lên bãi đá, long khong bước vào một vòm hang nhỏ. Hy vọng có thể tìm được mảnh vải nào đó trôi sạt đến, buộc lấy phần bụng dưới. Bỗng tôi ngồi thụp xuống, hoảng hốt như bị ai xẹt lưỡi kéo đến cắt mất chiếc tai của mình. Ngay trước cửa hang có một người phụ nữ đang ngồi nhìn tôi chăm chú. Đó là ánh mắt của một người mẹ hiền, không phải ánh mắt của một đứa con gái. Lạnh lắm phải không? Cô để áo ở đây, mặc vào rồi theo cô vào trong hang, hơ lửa cho ấm nhé. Nói xong, người phụ nữ đó đứng dậy, quay lưng bước vào trong hang. Tôi bước đến chỗ cô ta vừa ngồi. Ở đó để sẵn một bộ quần áo gió màu vàng chanh, kiểu quần áo mà những ông Tây hay mặc khi leo núi. Tôi cầm lên, thấy quá khổ, mặc vào người vừa rộng vừa dài nhưng ấm. Dưới bộ quần áo để một đôi giày vải, giày cũng quá khổ. Tôi phải siết dây thật chặt mà bước đi, vẫn thấy có khoảng trống trước ngón chân. Tôi bước vào hang, người phụ nữ đã chờ sẵn bên đống lửa nhỏ, búi tóc lệch sang một bên đầu. Khuôn mặt không già không trẻ, làn da không đen không trắng, váy áo không cũ không mới. Người phụ nữ nhoẻn cười, nụ cười như của một người mẹ. Cô tên là Ban. Tôi hỏi, cô đi thuyền ra đây à? Cô ta chỉ vào phía trong lòng hang, bảo, cô tới từ lối này. Tôi bảo, cháu bơi qua đây nhiều lần, nhưng chưa lên đồi cỏ này bao giờ. Người phụ nữ bảo, ừ, tiếc là bây giờ nước ngập gần hết rồi, không còn cò về đây đậu nữa. Tôi hỏi, cô ra đây làm gì? Người phụ nữ bảo, cô đi tìm người. Tôi lại hỏi, cô tìm ai? Người phụ nữ đáp, tìm một người tên Hỏa, mọi người vẫn hay gọi là Hỏa Sẹo. Tôi chợt nhớ đến chuyện lão thủ kể. Chẳng lẽ Hỏa Sẹo là chồng của người phụ nữ này? Có chồng là một tên sát nhân man sợ như Hỏa Sẹo
thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Vợ tôi là một kẻ giết người thì tôi sẽ ra sao? Tuổi 17 của tôi cứ hay tò mò với những ý nghĩ không đâu như thế. Nhưng tôi vờ như không biết gì về cái người mang tên Hòa Sẹo. Tôi ngó vào bóng tối trong hang, tôi bảo, cháu không biết là ở đây có lối đi thông lên bờ đấy, hay thật. Cô Ban bảo, thế cô dẫn cháu đi một lần cho biết nhé. Tôi gật đầu, cô Ban đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy, cầm theo một cây củi cháy, đi theo cô Ban. Cô Ban dẫn tôi đi men theo lòng hang. Đi cạnh cô Ban, tôi thấy mùi từ người cô tỏa ra rất mềm, thơm và ấm, như mùi của một người mẹ vậy. Cũng phải mất khá lâu chúng tôi mới ra khỏi hang núi. Trước mặt tôi là một thung lũng rộng. Lúc này tôi đang đứng trước cổng một nhà máy có tên là Xí nghiệp May Hoa Ban. Xưởng may là trái tim, là linh hồn của xí nghiệp. Xưởng có một cánh cửa chính, hai cửa phụ để hàng trăm công nhân ra vào thuận tiện mỗi khi vào kíp hoặc tan ca. Sau khi đã đến giờ vào xưởng là quản đốc sẽ khóa các cửa lại. Rồi quản đốc cũng lượn lờ quanh đó để giám sát công nhân làm việc. Ai muốn đi vệ sinh thì gọi quản đốc mở cửa. Với quy mô hơn 300 công nhân phải chia 3 ca làm việc. Nếu không quản lý tốt thì công nhân dễ sinh chê lười, không đảm bảo tiến độ giao hàng. Ban giám đốc đặt trọn niềm tin vào tài quản lý và giám sát của nữ quản đốc phân xưởng. Nữ quản đốc mặc dù chân đi tập tễnh do thương tích chiến tranh để lại, nhưng là một người đặc biệt đề cao kỷ luật. Cô cũng là người duy nhất của xí nghiệp được cử sang Liên Xô tập huấn 3 tháng về may mặc và kiểm hàng. Chuyện về nữ quản đốc tôi sẽ kể tiếp ở đoạn sau. Bây giờ để tôi kể nốt về cái không gian mà tôi đang nhìn thấy trước mặt. Tất cả các nhà xưởng, kho trạm, phòng ốc, khuôn viên kia đều nằm gọn trong một bức tường bao quanh. Bức tường được xây khá cao, bọc kín toàn bộ đất của xí nghiệp, chỉ để hở hai lối đi. Một lối là cổng chính có gắn tấm biển xí nghiệp may Hoa Ban to đùng, dùng để công nhân ra vào. Còn một lối là cổng hậu có gắn tấm biển xí nghiệp may Hoa Ban bé tí, dùng để 7 chiếc xe tải ra vào vận chuyển hàng hóa. Cả hai cổng đều có cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Cả hai cổng đều có bảo vệ túc trực 24/24. Nói chung, đó là một xí nghiệp may mặc rất quy củ, rất nghiêm túc, rất ra sáng, là một cơ sở công nghiệp hiện đại. Nó xứng đáng là lá cờ đầu, là niềm tự hào của huyện Mở Lay vào những năm 80 thế kỷ trước. Sao giữa núi rừng mênh mông thế này, người ta lại đặt một xí nghiệp may ở đây làm gì? Tôi hỏi cô Ban. Cô Ban bảo, thời ấy nó thế. Tôi lại hỏi, họ may thứ gì ở trong đó? Cô Ban bảo, áo jacket. Tôi lại hỏi, dân miền núi cần loại áo đó à? Cô Ban bảo, áo đó không dành cho dân miền núi, cũng chẳng dành cho dân miền xuôi. Áo ấy làm từ bông và vải của người Liên Xô, cho người Liên Xô mặc, mẫu mã của người Liên Xô, chỉ màu và cúc áo cũng là của người Liên Xô. Tôi bảo, mình làm công cho họ à? Cô Ban bảo, làm để trả nợ. Mình nợ họ nhiều lắm, nhưng nợ tiền còn hơn là nợ máu. Nợ tiền thì rồi cũng sẽ trả hết, nhưng phải làm ở đây, giữa núi rừng này mới có ý nghĩa. Cháu không thấy trong các nữ công nhân kia có cả các cô gái Thái mặc váy cóm, váy đen, thắt lưng xanh đang chăm chỉ ngồi may à? Hình ảnh ấy mới cảm động chứ. Nó thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa dân mình với dân Liên Xô. Tôi bảo, dù bởi cái xe vận tải kia phải leo qua biết bao nhiêu đồi dốc để mang những cái áo jacket ra biển, xuống tàu đi sang Liên Xô à? Cô Văn bảo, thời ấy nó thế. Nhưng bảo vui, cháu hãy xem những người công nhân đang phải làm ca tốn kìa, dân mình ai chả thích làm công nhân. Tôi nhìn thấy cánh cổng chính của xí nghiệp may Hoa Ban mở rộng, 120 công nhân nữ và 6 công nhân nam bước vào, người có đồng phục, người không. Cô Ban bảo, những người chưa có đồng phục là mới tuyển, toàn vợ bộ đội với thanh niên xung phong chuyển ngành mới được ưu tiên tuyển vào đấy. Trong số các công nhân nữ đang vào ca tối, tôi thấy có một chị bụng chửa vượt mặt. Chị mặc một bộ váy áo màu tràm với hàng khuy bướm trắng xẻ dọc trước ngực. Nhìn tằng cầu búi cao trên đầu, tôi biết chị là người Thái. Thế tôi cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mang thai. Cô Ban bảo, chửa đến tháng thứ 8 rồi đấy. Tôi hỏi, chồng cô ấy đâu? Cô Ban đáp, đi bộ đội,
đánh nhau bên Campuchia. Tôi lại hỏi, bụng to thế sao không nghỉ? Cô bàn đáp, cả xí nghiệp có hơn 100 máy may, mà những 300 công nhân có việc làm mừng, ca nào cũng đi. Tôi hỏi cô Ban, ngày có mấy ca? Cô Ban bảo, ngày 3 ca, 1 ca 4 tiếng, ca tối từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Tôi bảo, chủ yếu là công nhân nữ nhỉ? Cô Ban bảo, công nhân nữ thường ngồi máy may hoặc đảm nhiệm máy vắt sổ, máy thêu. Công nhân nam đứng máy là làm thợ cơ khí hoặc là công nhân kho, xuất nguyên liệu, nhận thành phẩm. Ngoài ra, kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ đóng gói bao bì. Những chiếc áo hoàn chỉnh được đặt trong một lớp ni lông kẹp điện bọc kín, sau đó lại thêm một lớp túi vải. Cuối cùng, cứ 10 cái túi vải lại cho vào một thùng cắt tông. Tôi hỏi cô Ban, sao cô biết rõ thế? Cô Ban bảo, biết rõ vì chính cái máy kẹp điện ở trong kho bị chập điện. Tôi lại hỏi, chập điện thì sao? Cô Ban không trả lời, mà chăm chú nhìn xuống khoảng sân trước xưởng may, lúc này đã dần vắng lặng vì không còn công nhân nào ở bên ngoài nữa. Chỉ còn một dáng phụ nữ mặc chiếc áo đồng phục sờn sách tập tễnh đi khóa các cửa ra vào xưởng may. Tôi hỏi, sao phải khóa? Cô Ban bảo, để công nhân không chạy lung tung, không đến muộn về sớm, không tranh thủ ra ngoài ăn uống, phải nghiêm như kỷ luật quân đội. Tôi lại hỏi, lúc nào cũng khóa thế à? Cô Ban bảo, không, chỉ khi quản đốc có việc chạy đi đâu đó thôi. Đúng là quản đốc có việc thật. Tôi thấy người phụ nữ thương binh đi ra ngoài thị trấn. Cô ấy đi chợ, rồi cô ấy tranh thủ về nhà nấu cơm cho chồng. Chồng cô ấy cũng là một thương binh, đang công tác bên huyện ủy. Họ chưa có con, hoặc là không thể có con. Nhà cô ấy ở khu tập thể, ngay phía sau bức tường xí nghiệp. Nếu bữa cơm với chồng cô ấy diễn ra như mọi lần, tức là xong xuôi vào lúc 7 giờ 30 tối, thì chừng 8 giờ kém 15, người nữ quản đốc ấy sẽ quay lại xưởng may. Vừa kịp mở cửa để 8 giờ mọi người xuống nhà ăn tập thể, ăn bữa nhẹ giữa ca. Đến chừng 9 giờ tối, cô ấy sẽ đi một lượt, khắp các ngóc ngách của nhà xưởng. Cô sẽ đến từng bàn may, nhắc việc này, bảo việc kia, rồi lượn một vòng vào nhà kho, tự tay hướng dẫn cách đóng gói theo đúng quy chuẩn. Sau đó quay trở lại, đi qua dãy máy, là dừng lại một chút ở chỗ máy thêu. Cuối cùng là đứng kiễng chân, thẳng người ở chính giữa xưởng, nói vài câu về viễn cảnh vô cùng tươi đẹp của ngành dệt may sau khi nhà nước ký hiệp định hợp tác 19 tháng 5 với Liên Xô. Nhưng hôm ấy, nữ quản đốc chưa kịp ăn xong bữa cơm tối với chồng, thì cái máy kẹp bao bì ở nhà kho bị chập điện. Lửa tóe ra, bén vào bông, bông ủ khói, nuôi tàn lửa lớn dần lên. Mấy công nhân cầm áo jacket đập tàn lửa, khói bốc lên mù mịt, khói phả từ nhà kho sang xưởng may. Những tiếng gào thét bắt đầu vang lên, ầm ĩ và huyên náo. Vài người lao ra cửa, nhưng tấm cửa sắt kéo đã bị khóa trái. Một sự hoảng loạn bao trùm lên cả trăm con người khi họ chợt nhận ra là mình đang bị nhốt. Không ai dám chạy về phía nhà kho, không ai dám chạy về phía ngọn lửa đang mỗi lúc một bùng lên dữ dội. Tất cả chỉ biết chạy sang xưởng may. Người ở xưởng may dồn về hai cửa phụ đã khóa. Tất cả lại dồn về cửa chính đương nhiên cũng đã khóa, lại đều khóa từ bên ngoài nên không thể luồn cái gì ra mà bệ phá được. Hàng chục cánh tay đưa lên giật, lắc, đẩy, kéo những thanh cửa sắt một cách bất lực. Khói mỗi lúc một đen đặc, xưởng may lúc này không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài sự hoảng loạn. Bên trong hoảng loạn, bất lực và buông xuôi, bên ngoài cũng lúng túng đến mức ngớ ngẩn. Bảo vệ đáng lẽ phải dùng vật gì đó để phá khóa thì lại chia nhau đi gọi quản đốc và lãnh đạo xí nghiệp đến giải cứu. Cho đến khi nữ quản đốc xuất hiện thì lửa cơ bản đã liếm gọn nhà kho và đang từng lúc liếm nốt xưởng may. Nữ quản đốc vội mở khóa cửa chính, công nhân lập tức ùa ra ngoài, sẫm đạp lên nhau mà chạy. Quản đốc hét lên, đưa mọi người ra bể nước mưa, còn mấy cậu thanh niên mang hết xô nước lại đây. Khi nước được mang đến, bằng một động tác rất thuần thục, nữ quản đốc giật tung áo đồng phục nhúng vào xô nước, rồi cô ấy căng áo đội lên đầu, lao vào trong xưởng may. Lần lượt từng người được quản đốc dìu ra. Mấy công nhân nam cũng học theo quản đốc, cởi áo nhúng vào nước, đội lên đầu, lao vào xưởng may cứu người.
nhưng lửa không chịu lùi bước trước nữ quản đốc dũng cảm. Một số công nhân nhận thấy sự nguy hiểm đang ụp xuống bất kỳ lúc nào, nên giữ quản đốc lại, không cho cô ấy lao vào ngọn lửa đó cứu người nữa. Nhưng cô ấy hộc lên những tiếng căm hận. Không biết là căm hận ngọn lửa, căm hận ổ khóa, căm hận chiếc máy chập điện, căm hận sự bất lực hay là căm hận bản thân nữa. Sau tiếng hộc nộ khí cuối cùng, cô gạt tung mọi người ra để lao vào xưởng may một lần nữa. Lần này, cô ấy cõng ngửa một người ra. Phải cõng ngửa vì người công nhân trên lưng quản đốc đã mất ý thức. Và người công nhân ấy đang chừa tháng thứ 8. Mọi người lao tới đỡ nữ công nhân đang ngất xỉu trên lưng quản đốc. Đã tưởng đó là người cuối cùng, nhưng nữ quản đốc vẫn không chịu dừng lại. Cô ta lại lao vào bên trong cánh cửa sắt. Lần này thì cô ta không trở lại ra nữa. Tiếng gầm đau đớn, mất mát, tủi hờn. Tiếng gầm uất hận, tái tê, ly biệt. Tiếng gầm của chồng nữ quản đốc, tiếng gầm ấy khiến tôi cúi mặt xuống. Tôi không dám nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi trái tim của xí nghiệp may Hoa Ban. Không chỉ thiêu rụi trái tim của xí nghiệp đâu, cô Ban nói, trận lửa ấy còn thiêu chết cả nữ quản đốc và 14 công nhân kẹt lại trong xưởng may. Đến sáng hôm sau thì thêm một nữ công nhân nữa thiệt mạng. Người ta đã làm tất cả để cứu đứa con trong bụng cô ấy, còn người mẹ thì không cứu được. Tôi hỏi, đứa con cứu được ấy là trai hay gái? Cô Ban bảo, con trai. Tôi bảo, thật may, dù sao thì chị ấy cũng để lại cho chồng một đứa con trai. Cô Ban bảo, chồng cô ấy không trở về, anh ấy chết trận rồi. Tôi hỏi, thế ai nuôi đứa bé? Cô Ban bảo, hội phụ nữ tỉnh nhận nuôi. Nhưng hội giao cho một nữ công nhân làm ở xưởng may chăm sóc đứa bé, hàng tháng hội gửi tiền. Tôi lại hỏi, đứa bé tên là gì? Cô Ban bảo, sinh ra từ ngọn lửa đỏ, nên người ta đặt tên nó là Hỏa. Nó có một vết bớt ở trên trán, vết bớt hình ngọn lửa. Người đời gọi nó là Hỏa Sẹo. Cô Ban đưa tay chỉ lên một ngọn đồi cao ở cuối thung lũng. Cô bảo, cò lại về đậu trắng ngọn đồi rồi kìa. Tôi hỏi, sao cô lại lên đồi cò tìm Hỏa? Cô Ban đáp, vì có người bảo trông thấy Hỏa ở đấy. Tôi hỏi, cô còn đi những đâu để tìm Hỏa nữa? Cô Ban bảo, cô đến nhà người nữ công nhân từng nuôi Hỏa. Tôi hỏi, họ nói Hỏa đi đâu? Cô Ban bảo, người nữ công nhân ấy kể rằng Hỏa nghịch ngợm lắm, gửi vào học trường dân tộc nội trú vùng cao nhưng bỏ học sớm, theo chúng bạn lên bãi đào vàng, thành tên giết người cướp của, giờ trốn ở đâu hay chết rồi cũng không biết nữa. Không một lần về nhận mẹ nuôi, coi như chả có liên hệ gì với nhau. Tôi lại hỏi, rồi cô đi tìm ở đâu nữa? Cô Ban bảo, cô đến gặp một bà giáo từng dạy ở trường dân tộc nội trú vùng cao. Bà giáo nói rằng Hỏa bỏ lên bãi đào vàng, rồi đi làm cướp là Hỏa khác. Còn Hỏa được hội phụ nữ gửi sang học hết cấp 3, là đi bộ đội biên phòng, công tác ở đồn La Lay. Trong một lần bắt tội phạm ma túy thì bị đâm chết, thành liệt sĩ, có ảnh treo ở hội phụ nữ tỉnh. Tôi lại hỏi, rồi cô đi tìm ở đâu nữa? Cô Ban bảo, cô qua hỏi chuyện chủ tịch hội phụ nữ tỉnh. Bà chủ tịch nghỉ hưu đã lâu, già sắp chết, nhưng còn minh mẫn lắm. Bà ấy bảo, không phải Hỏa đó, các cháu được hội nhận nuôi dưỡng hy sinh thì nhiều, nhưng không có ai là Hỏa. Bà chủ tịch còn chắc chắn rằng cậu Hỏa ấy thông minh lắm, học nội trú tỉnh xong thì được gửi xuống dự bị đại học, rồi vào đại học kinh tế, bây giờ là trưởng ban quản lý các khu kinh tế của tỉnh. Tôi lại hỏi, rồi cô đi tìm ở đâu nữa? Cô Ban bảo, cô qua gặp trưởng ban kinh tế của tỉnh, cậu ấy trẻ trung, năng động lắm, nhưng không phải là Hỏa, cậu ấy là người Mông, cậu ấy không có vết bớt trên trán. Tôi bảo, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Cô Ban hỏi, cách nào? Tôi bảo, qua công an huyện, họ có hồ sơ của Hỏa. Cô Ban gật đầu, cô qua đó rồi, nhưng... Tôi hỏi, cô xem hồ sơ chưa? Cô Ban đáp, theo mô tả của những nhân chứng còn sống sót trên mấy chiếc tàu cá, công an đã dựng lại chân dung hoàn chỉnh của Hỏa Sẹo, nhưng tìm trong hồ sơ xanh chỉ bản thì không có thấy gương mặt này. Có vẻ như Hỏa Sẹo chưa từng tồn tại trên hồ sơ lưu. Tôi lại hỏi, rồi cô đi tìm ở đâu nữa? Cô Ban bảo,
Cô bảo họ cho cô xem tấm ảnh họ mới phục dựng. Nhìn tấm ảnh đó, cô đã khóc. Đúng là hỏa sẹo của cô rồi. Cho nên cô mới lên đồi cò tìm hỏa. Nó chỉ quanh quẩn ở đấy thôi. Tôi bảo, sao cô phải đi tìm hỏa? Cô bạn nói, hỏa vẫn luôn ở đâu đây, trên các nhánh hồ này. Cô phải tìm hỏa về, không thì hỏa sẽ còn giết những người đánh cá trộm trên mặt hồ. Những người đánh cá không biết rằng dưới mặt nước kia là nấm mồ của 16 công nhân may. Đừng ném quả nổ xuống đó, đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu, lửa sẽ bùng lên thiêu chết những người đánh cá trộm. Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là bố, ông Thù và con gái út của ông Thù. Trên khuôn mặt của bố tôi, hai dòng nước mắt chảy xuống như hai vết khắc trên làn da nhăn nheo. Còn ông Thù đứng chống nạng nhìn tôi, cười như mếu. Tiếng ông Thù ong ong trong tai tôi. May mà giạt được vào chân rặng ban đỏ đấy, nên hồn lại nhập xác, chứ không thì thành ma dưới lòng hồ rồi. Tôi nằm ở trạm y tế huyện Mở Lay thêm một ngày nữa thì về nhà. Nhiều năm sau, tôi lớn khôn hơn, tôi cầm đầu cả một nhóm thợ xây lành nghề. Tôi vẫn thường ra sẵn ban đỏ, ngồi nhìn xuống lòng sông, nhưng tôi không kể với ai về cô Ban. Một hôm, lão Thủ bảo tôi, mày lấy đứa con gái út của tao đi, tao cho mày cái nhà này, mày xây khách sạn lên mà kinh doanh, đừng ghét bỏ con gái tao là được. Ngay cả khi tôi lấy con gái lão Thủ làm vợ rồi, tôi vẫn chưa lần nào kể cho vợ tôi nghe về chuyện cô Ban. Tôi nhớ lời cô Ban, tôi sợ khơi lại tàn lửa dưới sông sâu, lửa sẽ bùng lên.